Hôm nay Nhi sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy mới, chiếc máy Accentino. Đây là chiếc máy Accentino IB41B. Mọi người nhìn đây, Accentino IB41B. Đây là dòng máy mới. Thì trước đây Nhi có giới thiệu một chiếc máy Accentino có tác động massage giúp săn chắc vùng bụng. Thì đây là một chiếc máy đời mới. Đây, Yaman Accentino. Đây, IB41. Đây là một chiếc máy đời mới ha mọi người ha. Đó, dòng Accentino trước đây thì mình cũng có những cái cục massage bụng ha, để giúp săn chắc vùng bụng và tan mỡ bụng. Thì đây là một chiếc máy mình có thể sử dụng được cho vùng mặt và vùng bụng. Và máy này đặc biệt là điện 100-240, cho nên rất là dễ sử dụng ở tại Việt Nam và tại Nhật. Đây là thân máy mọi người ha. Máy cực kỳ dễ sử dụng, chỉ có hai nút thôi. Và một cái cục lăn dùng cho vùng mặt. Một con lăn dùng cho body, giúp massage săn chắc và tan mỡ vùng bụng, vùng mông, vùng đùi và vùng bắp tay, bắp chân. Và đặc biệt đợt này là mình sẽ được tặng một hũ kem. Hũ kem này khá mắc, là body rim, để giúp cho cái vùng cơ bụng mình được săn chắc. Và giá hũ kem này tới khoảng 550 một hộp, chỉ có 50g. Và một sợi dây sạc. Thì chiếc máy này mình sẽ tháo phần này mọi người nha. Tháo phần này ra và mình gắm cái này vô và mình sạc. Một lần sạc như vậy 3 tiếng mình dùng được 30 phút. Và mọi người coi đây. Đây là design của hãng Yaman. Ha. Đó. Xài cực kỳ đơn giản. Thí dụ như muốn massage cho vùng mặt thì mình sẽ sử dụng bánh lăn này. Ấn vào. Và chỉ có một nút duy nhất, on, off, và cũng là nút model để mà lựa chọn chế độ. Mình sẽ ứng giữ nút này khoảng 1 giây, máy sẽ xoay. Và chuyển động màu xanh dương là chuyển động nhẹ vừa phải cho những người mới sử dụng. Với level, mọi người nhìn đây, chấm nhỏ, chấm nhỏ level màu xanh này với ánh đèn led xanh, sử dụng được cho vùng mặt và vùng body cho khi mình mới bắt đầu sử dụng máy. Phần trên là thời gian time. Với cái phần time này, thời gian là 10 phút. Sau 10 phút máy sẽ tự động off nha mọi người nha. Và nếu như muốn xài mạnh hơn, mình sẽ ứng thêm một lần nữa. Máy sẽ chuyển động mạnh hơn với đèn led màu đỏ. Nhưng điều đặc biệt đang bị sai ở đây đó là, để như ta, điều đặc biệt ở đây đó là mình không sử dụng chế độ mạnh cho cái bánh răng vùng mặt này. Và khi tháo ra mình vịn đây và mình giật thẳng ra. Với chuyển động mạnh như vậy mình chỉ sử dụng cho bánh răng này. Đây là bánh răng dùng cho vùng bụng. Để đây và mình ứng thẳng vô ha. Mọi người nhìn đây. Ứng giữ, chuyển động, xoay tròn nhẹ nhàng qua bên phải. Ứng hai cái, chuyển động nhanh theo chiều bên phải. Ứng ba cái, chuyển động nhẹ, xoay tròn ngược lại dòng bên trái. Ứng thêm một cái nữa, chuyển động nhanh, quay về bên trái. Và ứng một cái nữa là máy sẽ tắt. Đây là một chiếc máy Yaman Accentino rất là đặc biệt, sẽ giúp cho mình tác động với những cái động tác, tác động từ những bánh răng này, tác động mạnh lên vùng bụng của mình, giúp cho vùng bụng của mình săn chắc và tạo cơ bụng rất là ok.
Đối với chiếc bánh này mình có thể dùng làm săn chắc vùng cơ mặt, vùng càm, vùng bị nọng này. Thì vùng này mình chỉ xài trong vòng 5 phút và xài với chế độ đèn led xanh nhẹ nhàng. Ha. Và đặt nhẹ nhàng lên vùng mặt. Mình chỉ đặt nhẹ nhàng lên như vậy chứ mình không ứng ứng mạnh là không được. Sẽ không tốt cho máy và đồng thời không tốt cho vùng da nó nữa. Ha. Ok, đối với clip này Nhi chỉ giới thiệu sơ về máy thôi để giúp mọi người nắm sơ về dòng máy Yaman IB 41 này ha. Ok, xin chào và tạm biệt mọi người.